Chào anh em, mình làm cái khuyến mãi nhỏ cho mấy anh em mê làm lưỡi câu thủ công ha. Ở đây mình có hai cái mũi này anh em thấy không? Thì nếu anh em mua 20 thép này, cỡ thép thì tùy anh em lựa chọn ha, có 1 ly 8, 2 ly, 2 ly 2 với 2 ly 4. Thì mình sẽ tặng anh em kèm hai cái mũi này mình đã cắt nhành sẵn rồi nè. Đó. Anh em thấy không? Cái mũi bên tay phải anh em nhìn thấy á, là mình đã mài cái cổ rồi nè, không còn cái mũi bên tay trái là cái cổ của cái ngạnh đó mình chưa có mài đó, anh em thấy không? Sống lưng nè, dài dặn ha, đương nhiên là mình đập thép kỹ rồi, ngạnh thì dài nè đó, cái dốc thì đã có sẵn hết rồi, ok hết rồi, em chỉ cần về hoàn thiện lại cho nó trau chuốt lại thôi. Chỉ cần mài cái cổ ngạnh thì nó thân là nó đẹp ngay ha anh em. Đó thì 20 thép này với giá là 300 ngàn. Và mình tặng thêm hai cái mũi này. Đó, như thế này. Giá là 300 ngàn cộng phí ship nha anh em. Anh em nào nhanh đó thì mình sẽ gửi cho anh em đó. Chứ mình không có đợi, không có chừa được nha anh em. Ai lấy trước thì được trước. Ok, chào anh em.